gửi rồi. Rồi xếp này rồi. Ui xếp, xếp thay trang phục nhìn đẹp thế nhỉ. Hôm qua làm chuyên án nên phải là thay bổi trang phục đấy. À dạ vâng. Tôi gửi rồi, tôi gửi rồi. Đây tôi từ thêm rồi. Thì cái lịch phỏng vấn sẽ là thứ ba. Là hôm nay. Tuần sau nhá. Thứ ba tuần sau. Thứ ba tuần sau đúng 21 giờ thì tất cả mọi người ơ kìa. Cho tôi sớm hơn được không đồng chí? Sớm hơn á. Ví dụ như là hôm nay cho bọn em đi làm luôn chẳng hạn, thử việc trong 3 ngày đi. Ừ, cho tôi làm thử việc không lương cũng được. Thử việc không lương trong 3 ngày xong rồi đến thứ ba bọn xong lại anh phỏng vấn chính thức gọi là xem có trong 3 ngày đấy có ổn định hay không thì anh nhận bọn em. Thế thì tôi sẽ gửi tại vì sắp ra bộ luật cảnh sát mới nên là muốn phỏng vấn vào tầm đấy là sẽ công bố cho mọi người biết cái luật cảnh sát mới, đồng thời thì cho các đồng chí cảnh sát đọc lại cái luật đấy trước đã với phỏng vấn. Thì nếu mà muốn tham gia sớm thì tôi sẽ gửi bộ luật qua cho mọi người xem. Có à, vâng, tôi rất có, muốn có, tìm hiểu luôn ạ. Rất muốn ạ. Ok thì chờ tôi một tí. Anh đang bận tí em ơi, anh gọi lại sau. Không anh, em chờ anh khoảng 20 giây anh gọi lại sau. Thì nhận việc trong vòng buổi chiều nay là buổi chiều nay khoảng 7 giờ nhá. 7 giờ tối à? 7 giờ tối à? Vâng, ok. Ok được. Có tiện không? Tiện. Ok thì quên mất 7 giờ tối nay tôi có việc ở bên ngoài bây giờ quên. Thế còn 9 giờ tối, 10 giờ tối, 10 giờ tối. Được, 10 giờ tối thì tới nhận việc nhá. Ok sếp. Yes sir. Ê, cho năm dù gì thì em cũng là cảnh sát cũ, em biết là mấy cái khu rồi thì cho năm em đi tuần luôn cùng nhau đi anh ạ. Ui rồi, đợi của anh Tuấn đây. chết rồi. Vừa chế xong, vừa chế Mọi người ấn điện thoại thử xem có công việc cảnh sát chưa nhở? Chết rồi. Chị à, em thấy rồi anh ơi, em thấy rồi. Có sếp nhá. Sếp này. Ơi, tôi nghe này. Em làm mấy hôm rồi em mới được dùng súng với sếp. Chưa, úi xa ôi. Tôi làm một tuần đây còn chưa có súng, anh là mấy hôm được rồi có súng. Ủa, ba báo đâu để xem mọi người ơi. Điện thoại anh ơi, nó có cái biểu tượng như của cảnh sát ấy. Đấy, anh bấm vào đấy. Đấy. Sao thích thì em đi cùng em chỉ cho á. Pi, đứng dậy Pi ơi. Chết dậy anh ơi. Không, đứng dậy anh quản đấy anh ạ. Em bị vào góc lát rồi sao em không đứng được. Ta ta đi. Để em đấm nha, để em đấm. Đừng đấm người trong đây đấy. Chết rồi. Ok, anh ăn mặc kiểu kia vào đây chết rồi. Ôi. Đi ra thay đồ giùm tôi, ra thay đồ giùm tôi cái để tôi đang nói chuyện. À, mọi người đừng chà đạp cái thân xác như thế. Đang họp tự nhiên mấy cái những cái vịt rời vào đâu đấy. Rồi, được rồi, mọi người đi theo tôi nhá. Để tôi dẫn tham quan cái đồ cảnh sát trước. Ôi giời ơi, lại phải tham quan. Anh tôi. Em phải theo à? Theo đi em. Đi la là đàn ông. Đi tuần đi, đi tuần đi. Nó bị lag, sao ta vào lại được chị ơi? Mọi người nghe gì? Trung và Kỳ biết rồi. Được kìa. Anh lưu đồ trước, lưu đồ trước. Sao mày đỏ lưu đồ trước anh ơi? Ok. Cảnh sát nam 2 có giáp nha anh ơi. Thì mọi người vào cái màu đỏ lưu đồ trước. Anh về bên đây thay đồ cảnh sát sao? Có màu đỏ lưu đồ trước, lưu đồ lại ghi tên lại. Sau đó là bộ đồ cảnh sát này gì mặc lại. Cảnh sát 2 nhá. Để lựa em đi thay lại cái bộ cho đẹp vậy. Má, Trung mặc cái đồ màu đen này Trung. Cảnh sát của em rồi. Đi hết màu đen rồi anh. Ừ. Á, là nó không lại luôn em. Từ từ tí nữa đã, trời ơi. Em xin chết rồi, đấm ông này phát. Trung ra ngoài đi, Trung ấy, các đồng chí khác ra ngoài đi. Đây, em đã. Mọi người mặc cho tôi bộ đồ màu đen có giáp nhá, bộ đồ cảnh sát 2 có giáp ấy. Đấy. Rồi, có thể mọi người có thể chụp hát để mở mũ ra. Ai du. Sông Minh ạ. Không, chỉ được mặc đồ đen thôi. Chỉ được mặc đồ đen có giáp mặc thôi. Mặc đồ đen như xịt này. Ha, xịt ha. Đồ cảnh sát 2 có giáp. Đồ cảnh sát 2 có giáp. À, có giáp anh ơi. Cái thứ 5 ấy anh. Đây là quân đội rồi. Bỏ 3 cái đầu đi. Cho đồng chí ra. Sau thôi. Ok. Nhắm. Uầy, được thế nhỉ.
rồi. Anh Trung ơi, em mặc cái bộ anh ra kênh cho cái cắt món thề anh ơi. Ui, nhìn cái tóc nhưng mà đừng nhìn bỏ mặt nạ đi, bỏ mặt nạ đi, bỏ mặt nạ đi. Rồi, cho tôi. Wow, lần đầu tiên được mặc đồ cảnh sát này. Wow. Sẽ các đồng chí cảnh sát nữ ấy. Đây, đi theo tôi, đây. Wow, cảnh sát thật là đông. Xúc động quá, xúc động quá. Ok, cho em đi qua với. Kìa, Tuno ơi. Kìa. Kìa ở trong đây. Nhưng mà anh Trung ơi, mình okay, quan đồ cảnh sát nhiều quá kìa. Thôi chết rồi. Chưa sẽ cầm thế nhỏ, mình sẽ cầm thế. Ừ, Kỳ không lái xe nhá, Kỳ để đồng chí khác lái xe nhá. Giết. Thật á, ừ. Ai đi cùng tôi thì lái. Đồng chí sẽ hướng dẫn phụ trách 4 đồng chí nhá. Thôi bia, này có 3 người đi tuần. Để tôi đi, cho 3 người đi chung với 2 đồng chí khác luôn. Đi. Mọi người làm nhiệm vụ nào, đi tuần quanh thành phố nào. Yahoo! Bắt cướp thôi. Giết. Cướp thôi. Đi. Giết anh em ơi, giết. Thế có ai cần di chuyển không? Đồng chí mới ai cần dạy nghiệp vụ nhỉ? Một thanh như xem một thanh như em cho kèm ấy, đồng chí đâu có pick chứ sao? Mà thì đấy, giờ nó cái tốc độ hiện tại của mình là 170, nó sẽ chạy hơi nhanh. Đồng chí Michael ơi, về đồ sát đồng chí ơi. Châu Âu. À, châu Âu, ok anh đợi tí nhá, em đến châu Âu luôn này. 2 phút anh nhắm mắt vào bắt máy đến châu Âu luôn này. Ôi dồi. Play đi bạn ơi, play đi bạn. Đó nào. Play đi. À đây, có người đang di chuyển này. Bắt máy tập play đi. Ôi dồi dồi. Để anh. Mọi người bắn nhầm con vẽ. Bắn nhầm con vẽ xe người dân rồi. Xin chào đầu xin chào anh, tôi là đồng chí, tôi là T-Bag, hạ sĩ của thành phố Audi. Dạ. Nhận thấy là đồng chí có những dấu hiệu tình nghi là vi phạm luật an toàn giao thông và chúng tôi muốn yêu cầu đồng chí dừng xe lại kiểm tra một chút xíu thôi. Nhưng em vi phạm luật gì à sếp ơi? À thì do đồng chí thứ nhất là đẹp trai quá này, và thứ hai mà sếp vừa bảo thành phố gì ấy nhỉ sếp nhỉ? À ý tôi là thành phố Bóc City. Dạ. lỗi tôi. Quen miệng dạ. Hơi bọt mồm, quen miệng. Tôi vừa ở quê lên mà. Dạ. Ừ thì ở quê tôi là cũng là dân quân thôn nên là quen miệng rồi. Bóc City nhá. Dạ vâng, thế em có lỗi gì à sếp? Nhưng mà nhìn con xe này nó cứ vừa lạ mà vừa quen này. Anh tên là gì nhở? Em Giàng A Tùn ạ. Ờ A Tùn, sao con xe này nhìn nó vừa lạ vừa quen ấy? Con xe này là cụ nội của bạn để lại à? Hay là ai để lại cho bạn đây? Con xe này em nói thật sếp là một người họ hàng nó cũng xa xăm lắm sếp ơi. Em kể ra thì nó lại bắn pháo mấy năm chưa đến. Đồng chí P với cả đồng chí Michael là xem xe cái con xe này có phải là con xe Lockpick không nhỉ? Xe cô 6, cô báo mất. Cô 6 bên cửa hàng tạp hóa 9 giờ, cô vừa bảo là cô vừa đi chở con đi đi bơi mà tự nhiên bơi xong ra ngoài không biết xe đâu. À, không ổn rồi. Anh mà... này anh ấy còn đập cửa kính để anh vào xe cơ. Không, đó là lý do vì sao tôi dừng xe của anh đấy, bởi vì xe của anh mất một bên kính rất là đáng ngờ. Ngày xưa tôi đi cướp xe suốt là tôi biết. Sếp ơi, em nói thật với sếp là cái quả tử kính này này là cái cô 6 đấy, cô đưa xe cho em. Cô bảo em bắt nổ mẹ lốc rồi này. Tạm về thành phố thì cái con kính này là cô bị cô nóng quá. Điều hòa nó hỏng sếp ạ. Thế là cô đập ra để cho nó gió thoảng thoảng nó mát. À, lý do cũng hợp lý đấy chứ nhờ. Có phiền lắm không nếu như mà tôi giờ nhẹ qua người của anh A Tụt nhờ? Dạ vâng ạ. Đây, em úp mặt vào tường, sếp cứ làm việc đấy ạ. Đây ạ. Cái này thì để đồng chí Pi đi, mời đồng chí Pi kiểm tra hộ xem người anh này có cái gì không? Dạ, sếp cứ kiểm tra. Mà anh Tùn đi cái kiểu gì? Anh này có đầy đủ chứng minh nhân dân cũng như là giấy phép lái xe này. Nhưng có điều là anh này có vẻ vừa đi chăn lợn về. Nhiều lợn dạ, quá. Vâng thì đúng thật sự với sếp là hôm qua em đang chăn lợn thì động đất to quá sếp ơi.
mà lần sau chăn lợn thì phải đi bẻ đấy, con xe 120 cân mà đi đi con này cốp được bao nhiêu? Sếp mở cốp ra em làm gì, có để cái gì ở trong cốp đâu sếp. Thì thế mới nói là lần sau mà lỡ lỡ lốc bích thì phải lốc con 120 cân, nên sẽ lốc cái con này thì được. Không, sao lại sếp lại bảo em lốc bích? À ừ, nhầm, quên. Cô 6 cô đưa cho em. Nhưng mà đi kiểu gì sao nổ nổ lốp sau là như thế nào đấy? Nổ lốp sau là vừa rồi sếp nào của em ở đằng sau. Bảy nha, có giải định, có giải định rồi. Bóp phanh chắc là nó ma sát nên nổ đấy. Bọn tôi là hạ sĩ vào ngành làm gì được phát súng đâu mà nổ súng mới nổ siếc. Không nổ súng thì không, em cũng nói nhưng mà sếp tỉa đít em thế là em bị dê bánh thế này, sếp nhìn đây này, đây này. Ồ, cái này là anh phanh gấp. Em nghe thấy sếp là dừng lại đi thì em phải phanh chứ còn gì nữa. Cái này là anh phanh chứ không phải bọn tôi làm gì tương tác đến rồi. Một là cái đường này có kẻ gian giải đinh. Hai là chất lượng lốp của con xe này là hàng pha ke, hàng tàu này. Đấy, nên là bây giờ sếp ơi. Thế là anh bán mấy con lợn với. Anh Pi kiểm tra người của bạn này là trong người có cái gì nó đáng để tình nghi không nhỉ? À không anh ạ, hoàn toàn không có vũ khí cũng như là vật dụng cầm. Hiện tại trong người anh này chỉ toàn lợn là lợn. À toàn lon à? Toàn có đầy đủ chứng minh nhân dân căn lẫn giấy phép lái xe. Thôi được rồi, vậy thì chúng tôi đã xin lỗi anh Tủn vì đã làm phiền thời gian vàng ngọc của anh đi chở lon. Và lần sau này bọn... thế là đúng mà. Không, chúng tôi sai, để yên là chúng tôi sai, anh buồn cười thế nhỉ, làm phiền thời gian của người dân là chúng tôi sai rồi. Mà thôi, lần sau một lời khuyên cho anh ấy, lốc pick thì lốc con 120 cân mà đi nhá, lốc cũng cho chở được nhiều lợn nhá, thôi anh em mình đi thôi. Đã đi xe không chính chủ thì... Chúc ngày vui vẻ nhá. Anh lỡ tay, anh tưởng xe NPC, anh bắn đứt mẹ nổ lốp rồi đó. Em đầu tiên em cũng tưởng NPC mà em thấy cái xe đấy nó đánh phóng thì là em mới gặp. Ok, cái gì đấy? Dạ, anh này có cốp nhanh thế. Thói quen nghề nghiệp cũ. Ok. À không. Díu. Lúc trước. Em díu. Hơi díu. Nổ ở lớp sau hơi díu. Ôi đen là. Buồn cười đéo chịu được. Cũng thấy đẹp. Được gãy nhanh đấy. Mày quá đi mẹ, xe đấy nó xe lốc pích, xe đấy xe chính chủ, nó kiện chết đĩ mẹ mình rồi đấy. Chết rồi, tém lại, vừa mới cầm được khẩu súng, nghịch quá. Ê, tôi xuống bên dưới, giải quyết nha mọi người. Em tự giải quyết em ơi. Ơ kìa, thì mọi người cũng xuống xem giải quyết một lần đi chứ. À thôi được rồi, để bọn anh ấy, ơi. Bắt được ấy, đeo mặt nạ thành phố, bắt được. Mọi người đánh vào, anh không quen biết, anh giải quyết. Yêu cầu đối tượng dừng xe, lần thứ nhất. À không cần nữa. Yêu cầu đối tượng dừng xe. Đúng là để cho... Nếu như không dừng xe là chúng tôi dùng biện pháp mạnh đấy nhá. Nếu không dừng xe là chúng tôi biết dùng biện pháp mạnh đấy nhá. Cố lên, anh alo lần thứ hai, anh bắt lại. Yêu cầu dừng xe lần thứ hai. Ui dồi ôi. Bạn nhìn GPS đi. Sao không thể báo đạt được ạ? Came down. Mọi lời nói của anh có thể chống lại anh trước tòa. Mời anh đứng yên và hợp tác. Ơi, hỏi ý không phải người anh em nào đây nhỉ? Chào, nhưng mà xin phép cho tôi chào hỏi cho nó phải phép đấy ạ. Xin tự giới thiệu, tôi là hạ sĩ T-Bag, hạ sĩ mới của đồn cảnh sát Bóc City. Cho hỏi là bên mình làm gì mà đi vội mà lại còn đeo cả mặt nạ trong thành phố ấy nhờ anh ơi? Em mặt nạ là bị lỗi nhờ, nó tự đeo mà. À, mặt nạ là bị lỗi chứ không phải là cái anh này, có lỗi đúng không? Cái này bọn em có báo lỗi rồi, anh nhìn rồi. À ok. Bây giờ thì gạt qua vụ mặt nạ đi, coi như là tôi chưa nhìn thấy gì vụ mặt nạ. Nhưng mà bạn tên gì nhỉ? Anh tên gì nhỉ? Tôi tên Thịnh được gì ạ? Thịnh? Ơ thế hóa ra bên mình là có hai người tên Thịnh à? Thịnh Neon và bạn là Thịnh gì nhỉ? Tôi là Thịnh Trọng phải ạ?
Thịnh Trọng, ôi chà. Lặn đi, cái đầu tôi đã biết mà. Đúng. Lỗi tôi, sao mắt tôi kém. Thứ nhất là bạn không muốn lỗi đeo mặt nạ ra thành phố, coi như là bỏ qua một cái đêm. Hỗ trợ. Thế còn cái vấn đề là điều gì khiến cho những người anh em của tôi lại thấy tôi mà lại bỏ chạy là thế nào nhỉ? Trời ơi, tôi đang bị cái SCA, tôi tưởng tôi vừa đặt nổ đồng chí của tôi, vừa đặt nổ. Ai cần hỗ trợ nhỉ? Tưởng thì thực ra đồng chí có vừa đèn đỏ không ạ? Không thì phải dừng lại hợp tác chứ, tại sao lại bỏ chạy? Đồng chí bật đèn rú lên giật mình. Đấy, thường thì nghe tôi phân tích này, từ tôi xin phép 2 giây rồi tắt tổ đàn này. Ai báo hỗ trợ nhỉ? Thì là tôi cho tắt lẩu lẻm đi. Đây, thường thì tôi phân tích cho người anh em nghe này. Thường có lỗi thì người ta mới có tật giật mình chứ, không có lỗi thì việc gì phải chạy. Trời ơi, tôi bị mẫn cảm cái tính của cảnh sát ấy. Mẫn cảm ở ngày xưa tôi đi làm cướp tôi cũng mẫn cảm với cảnh sát lắm. Trời ơi, tôi phải cướp đâu. Thì tôi có nói bạn là cướp đâu, bạn buồn cười thế nhờ, tôi đã bảo bạn là cướp đâu. Đồng chí vừa bảo là tôi ngày xưa tôi làm cướp. Ngày xưa tôi là tôi đây này, là tôi ấy, tôi đã từng có một quá khứ bất hảo, tôi đi làm cướp đây này. Tôi biết tâm lý tội phạm mà. Người anh em đừng đi nữa. Sao? Đấy, chúng ta lên kia đi về xe về thôi, đứng đây nói chuyện. Thì rõ ràng là chúng ta chưa giải quyết xong vấn đề này mà, hay là có bạn của Thịnh ở trên này đó à? Ông trời ơi, đã bị còng chạy làm xe rồi nữa. Này hỏi thật này, quay đây tôi hỏi đúng một câu này thôi, yên tâm tôi không bắt đâu. Bắt cả con chó luôn. Bởi vì tôi cũng chả thích bắt. Đây tự nhiên tôi tháo còng, anh em mình nói chuyện vui vẻ này. Ờ, mấy người anh em đang có phi vụ gì à? Trời ơi, đang đi có phi vụ gì đâu. Đang đi chơi thôi mà. Chơi gì mà tập trung hai xe mà lại là xe cào cào. Chắc là đang có phi vụ gì đấy, chạy đường đồi đường núi đúng không? Trời ơi, đồng chí bảo bây giờ có 4 người thì phi vụ cái gì, cảnh sát thì tầm được mấy người. Bậy nha, biết đâu. À, đúng rồi, mà bên Red Monkey đợt này là biết cái địa điểm chỗ chế tạo rồi. Mà đi cái xe đấy là rất là hợp lý với cái địa hình ở trên chế tạo đấy. Mất rồi, biết nhưng mà địa điểm đấy biết khóa rồi. Thôi được rồi, tôi cũng không làm khó Thịnh nữa. Mà hôm nay thì đấy, từ sáng đến giờ chạy công việc, chưa có cái gì vào bụng này, xem Thịnh thì có thể hỗ trợ một chút lương thực thực phẩm không nhở? Nhưng mà tiền bây giờ hóa đơn bị lỗi rồi. Thế đồng chí cho tôi liên lạc cái tí đi ra bệnh viện tôi đưa cho. Ừ, chứ bây giờ cần gì hóa đơn, anh em mình thương nhau thì cứ bắn thẳng vào người chứ còn hóa đơn là cái gì. Nhưng mà bây giờ chỉ có đưa tiền mặt thôi. Ờ, đưa tiền mặt thôi được. Nhưng mà bây giờ trên người không có tiền mặt. À ừ, thế thôi vậy, anh em mình không có duyên. Cứ thêm liên lạc đi, xong rồi có gì à ok mình gặp nhau ở bệnh viện ấy. Đó, tôi chia sẻ số liên lạc của đấy. Đây, tôi thấy số của Thịnh lên rồi. Trời ơi, người quen mà, trời. Hóa ra người quen. Trời, quả thế nào. Lần sau mấy anh em làm gì thì làm, nó cũng phải vuốt mặt, phải nể sống mũi cái đấy nhá. Ai lại lộ liễu quá như thế. Ta là chỗ chế tạo rồi nhưng mà bị khóa rồi. Tôi biết. Tôi nắm được hết tình hình mà. Trời ơi. Thế người anh em kia đi đâu mất hút rồi? Đây kia kìa. Thế có gì mai gặp nhau ở chỗ đánh lô các thứ, đừng quên tôi nhé bạn ơi. Chưa, chiều không, tôi không ngon được, chiều tôi không ngon được. À thế thì tối cũng được nhá. Ok. Sao đây Michael, trường hợp của bạn này là thế nào đây? Thì đấy. Ôi người có hiện tượng, đây có hiện tượng là khi đối tượng thì có hiện tượng là ngồi trên xe mà dùng hiện tượng đạp đây này. Ôi, thế định thì đạp. Định đạp em nhưng mà em bắn hạ hai người luôn. Ôi Michael đỉnh vậy, 1:3 luôn à? Đúng rồi, 4 luôn anh ơi, 13 nữa. Đỉnh quá. Thực ra thì như thế này, vừa rồi thì anh cũng có tương tác với bạn Thịnh đây, thì qua tìm hiểu và xác minh thì cũng không có cái gì khuất tất cả. Bạn Thịnh thì là ok rồi. Ừ, mọi thứ là xong rồi, nhưng mà tại sao lại ba người anh em này lại có hành vi chống đối là thế nào nhờ? Đâu, bọn em có chống đối đâu sếp. Cái bộ em chống đối đâu. Bọn em chỉ đi ngang qua đây để xem cái người đứng ở đây này. Thì rõ đấy. Ràng tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là hạ sĩ T-Bag mới vào ngành. Thì khi người quen mà Thịnh T-Bag nè. Ôi đây cả cán bộ nhá, cán bộ bảy màu. Bậy, đừng dùng từ cán bộ, nó xa cách quá, nghe nó xa cách nhau quá. Thực ra thì T-Bag ạ. Em bị gãy chân.
Rồi rồi. Xong rồi. Tôi nhìn tôi biết bà, đừng dùng từ sếp với cán bộ nghe nó xa cách lắm. Anh với tôi. Thế là ở đây là có ừ đúng rồi, cứ bạn với tớ hay là anh với tôi cho nó à, thế là bạn với tôi cho nó dễ. Thế là như đây ở đây là có hai anh Thịnh này, hai bạn Thịnh này. Thế còn bạn tóc đen và bạn hai bạn tóc đen này là tên gì nhờ? Tên Phong anh ơi. Tôi tên Carrot đồng chí ơi. Ừ mà tại sao mấy anh em nghe tiếng còi cảnh sát như kiểu bị có tật giật mình thì sao mà phóng nhanh thế? Chứ mình nhạy cảm lắm sếp ơi. Cái tay nó quen á anh bạn à. Chắc là quen nghe chắc là để tôi đoán nhá, để tôi đoán nhá. Chắc là có bên nào đang đặt 20 cái lockpick pro đang cần phải chế tạo gấp đâu cao. anh ơi em gãy xương sườn rồi, gãy xương sống anh ơi. Rồi 5 phút nữa thôi, đây 2 phút nữa thôi, tôi đưa mọi người về chữa bệnh ngay bây giờ, tôi cũng chẳng làm khó mọi người đâu. Thì đây, một lần nữa xin giới thiệu với mọi người, với những ai chưa biết, tôi là hạ sĩ T-Bag, còn kia là hạ sĩ Michael, toàn người nhà với nhau cả mà. Thôi thì trời ơi. Ừ. Michael ơi tháo cong đi, tháo cong đi Michael ơi, Michael đi. Thành phố này lắm Michael đấy nhỉ. Michael Ben chứ không phải là Michael. Thế là bạn kia ngất chưa? Người anh em nó đứng kìa, T-Bag ơi. Ơ tôi nghe. Nhìn nó đứng kìa, nó đứng chật vật. Chán đời kìa. Thôi được rồi, đưa anh em về chữa bệnh đi. Ôi em chào các bộ. Thôi chào anh nhá. Chào người tôi đứng không được, đứng không vững này. Đấy thế thì này thích đấy ông, ra đây tôi thưa câu chuyện này. Michael ạ. Mấy người anh em lần sau đi làm cái gì gọn gọn vào chứ. Mấy người anh em đi làm cái gì lần sau gọn gọn vào chứ, này thì khó cho bọn tôi quá. Mic Thịnh ơi, mic. Alo. Alo. À đây nghe được rồi, nghe được rồi. À đây nghe rồi. Đấy tình hình là anh em đang lấy con xe đi phượt tí thôi mà gặp công an, thế là nó đuổi. Ủa thế là rủ nhau đi phượt thôi đấy à? Đúng rồi, đi phượt thôi chứ trong người cũng không có gì cả. Đấy thế là lần sau nhắc nhở là lần sau mà bọn tôi các bạn thấy hiệu lệnh của bọn tôi thì cứ dừng lại anh em mình nói chuyện xong ba câu rồi lại đi thôi, lần sau đừng chạy thế. Mất công của bọn tôi đuổi theo. Nhưng mà cái chạy mới vui anh ơi. Con xe kia tí ý là tập giật cho anh em chạy. Nhưng mà trong quá trình tập giật như vậy là cũng là hơi vi phạm an toàn giao thông đấy nhá. Rồi em biết rồi mà T-Bag. Đấy thôi thì mà. Bây giờ đội anh em tôi đi là có 3 anh em ở đây, có gì Thịnh có thể hỗ trợ bữa ăn đêm được không ạ? À dưới trời. Đây. Ừ đấy. Tối là thích ăn bún hay là ăn hủ tiếu nhỉ? Thì cho tô bánh canh cũng được, nhưng mà. Bánh canh à? À, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm 2001 đúng không nhỉ? Sao lại mùng 5 tháng 9 là sao nhỉ? 226 chứ nhỉ? À, mùng 5 tháng 9 mà. Mùng 5 tháng 9 là sao? Mùng 1 âm á, ý là đang nói lịch âm hay lịch dương? Thông số tài khoản 591 thôi. À! Dạo này đấy. Từ sáng đến giờ cũng đi bạc cái cả mặt ra, miếng nước còn chưa được vào mồm mới là neuron thần kinh. Sao lại thêm một đồng chí nữa rồi? Nào, cho tôi nhờ cái, đồng chí tóc xanh kia là đến hỗ trợ thôi, kệ đi. Thế bây giờ là 3 đồng chí hay 4? Ừ 3 rồi, đồng chí tóc xanh. 3 rồi. Ừ. Đấy, từ sáng đến giờ có được miếng nước là vào mồm đâu. Neuron thần kinh não nó chết gần hết rồi này. Ôi. Thế bảo là đấy, đói quá đấy mà. Đây là đói quá đấy mà. Đấy thì người anh em khổ thế chứ. Cảm ơn mấy anh em Red Monkey nhá, cảm ơn những người anh em của tôi nhiều. Rồi. Mọi người đi cho nó được việc, Ê ê. Làm gì đây? Người anh em. Sao đấy? Sao lại còng tay anh này là như thế nào? Bọn tôi đang giải quyết vấn đề ở đây mà thưa anh. Thì anh ấy sắp chết thì mình đưa bệnh viện xong rồi mình đưa người dồn giải quyết mà. Không, vấn đề là cứu thì là đúng rồi, nhưng mà bọn tôi đang xử lý ổn thỏa hết rồi. Bây giờ đưa mọi người về viện cứu chữa cho mọi người là được rồi. Cảm ơn đồng chí rất nhiều. Đúng rồi. Tất cả vừa đưa về cứu là xong đúng không? Đưa về cứu là xong, chính xác. Tại vì đây thấy ai cái nhăn nhò mình đưa về. Không, mọi người ở đây rất là hợp tác, ok. Con chạy xe được không em? Mọi thứ đều là hiểu lầm. Nhưng mình gặp nghìn đau xương đã chịu được. Mà chơi được 15.000 đô ạ, sướng quá. Anh nhỏ. Nhầm nhọt sang trồng trọt à? Em nhầm. Đừng yên, hai anh em đừng yên, vào trong xe nói chuyện, nhanh lên, vào trong xe.
Thì cũng gọi là có gì đấy. Tạm biệt Thịnh nhá, tạm biệt Thịnh nhá. Chúc Thượng Lộ Bình Dương nhá. Và Hạ Lộ Lâm Yên. Hạ Lộ nằm yên luôn đấy. Sược sược động cơ bạn ơi, sược động cơ. Để em xuống sang qua xem của em lại. Từ từ từ, để em xuống sang qua xem lại. Để nhìn cái mặt bướm không chịu. Quả nhân vật bướm ấy, sao mặc đồ gì bướm. Anh em dễ trai. Bè lá, bè lá. Ơi, đọc ID đi anh em ơi. Đọc ID 268, được. 271 anh ơi. 268 với 471 đúng không? Đúng rồi anh ơi. Đây đây đây, đúng rồi, ba anh em mới đi với nhau được cái hạt vào đây anh ơi. Được được được. Ủa, ủa, 471 sao không được nhỉ? 471 anh ơi. Ủa sao không được nhờ? Xuống 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 xét xem nào. Xuống xét đi, xuống xét đi, xuống xét đi. Đoán đoán. Ê ê ê ê. Anh đứa thiếu, anh đứa thiếu. Ừ anh đứa thiếu, anh đứa thiếu, sau đi đợi tí. Ok. Ôi, quý anh quá, thương anh nhất rồi. Ôi giời. Đó, 5.000 một người, 5.000 một người. Nào, thằng, thằng, thằng Michael. 268, ui sụt, chết từ thầm bờ thế này, thì bật giật nhầm quá anh ạ. Được chưa, được chưa. Ta đi kẻo chế, ta đi kẻo chế. Anh bắt đầu yêu nghề hơn rồi đấy nhá, anh bắt đầu yêu nghề hơn rồi đấy. Được, gặp ngay với ông Red Monkey nhiều tiền ạ, buồn cười đó, chịu được. Hai ông tướng dùng cái kiểu kỹ năng đá hiểu không? Em lộn làm sao em bắn được gục mẹ hai thằng rồi. Người đấy chịu được. Mà bắt được mấy thằng lành rộng. Nói chung cứ bắt mấy thằng rộng. Để xe nó vượt lên đó rồi đấy. Thôi, thôi. Bình tĩnh. Xe taxi à? Thôi con siêu xe đây anh ấy, taxi cái này giàu lắm anh ơi. Vét thôi, vét anh ơi. Dí từ từ, dí từ từ ra vui. Yêu cầu xe phía trước dừng lại, Ái chật chà. Cũng là một tay chơi đấy. Yêu cầu xe phía trước dừng lại, lần hai. Càng. Tôi thích bạn rồi đấy. Yêu cầu dừng lại lần ba. Căng. Ôi tôi xong rồi sao. Tôi xong rồi. Chết nhờ. Chạm lại là chết này. Bình tĩnh anh em ơi, bình tĩnh. Lùi xe để cho họ đi. Lùi xe để cho họ ra. Lùi xe. Cứ bình tĩnh. Lùi. Nổ lốp rồi xuống xe đây. À chật, nổ lốp rồi sao mà lên được. Các kẻ nổ lốp. Rồi xuống xe anh ơi. Anh đầu hàng chưa? Anh đầu hàng chưa? Người anh em căng thế. Ấy, người quen à? Con xe em bị xịt lốp thôi. Anh phục chưa, tôi cho anh sửa xe rồi anh chạy lại này. Không, nhưng mà người anh em đi con này thì không chạy được. Bởi vì con xe này nó vận tốc nó chậm ý, thì làm sao chạy được. Chả có gì là không chạy được. Quan trọng là cái kỹ năng người lái xe quan trọng hơn cái xe. Tuyệt vời, tuyệt vời. Người lái xe quan trọng hơn người hơn cái xe. Nên là anh sửa lốp đi, tôi chạy cho anh hiểu luôn. tuyệt vời, tôi thích cái tinh thần này. Nhưng mà trước hết là anh em mình làm quen một chút, bạn tên là gì nhờ? I am Michael Scofield, một người đã làm 35 lần tội phạm và rất nhiều tội phạm. Michael Scofield, my bro, T-Bag này, T-Bag này. Cảnh sát thế thì chịu rồi. Thôi, ai lại làm thế, nhưng mà cái con xe này là như thế nào đấy ở Michael Scofield? Lốp bách ơi.
Lockpick mà được con xe đẹp này á? Sao tôi chưa khai ra mà anh biết tôi lockpick rồi? Hỏi thế thôi mà. Em nghi ngờ thôi, em nghi ngờ thôi. Sao tôi chưa khai ra mà người anh em đã bảo tôi lockpick rồi? Cái này là không hay nha. Cái này để tôi tự khai ra nha. Mặc dù người em biết nhưng mà người em có thể không nói ra là đúng, con đúng. Xe này như nào, ăn trộm như nào, nhưng mà cái này để tôi tự khai. Cái đúng rồi. Thế là sai đấy, bởi vì người ta đi ăn cướp, người ta có cái tự trọng của người ăn cướp chứ, buồn cười thế nhở? Đúng rồi, tôi không phải người tự trọng người ăn cướp chứ. Em sai rồi, em xin lỗi anh luôn, em xin lỗi. Vâng. Thế con xe này tôi lúc pick, đây là tôi phạm với luật lệ thì tôi xin phép là tôi bị đồn. Đấy, các anh có thể là tạm giữ tôi và tôi không bị im lặng, không nói gì. Anh muốn chạy lại lần tuyệt vời, nữa. Tuyệt vời. Ôi, có cướp này, có cướp kìa. Coi, nó coi nữa. Wait, dừng xe. Đùa. Anh ơi. Bật khói nút E, tôi không phải quy, E thôi. Yêu cầu băng cướp, dừng xe lần thứ nhất. Yêu cầu dừng xe. Xe an toàn đấy mọi người. Ok, seatbelt check. Yêu cầu dừng xe. Lần 2, nhắc nhở lần 2. Đừng để chúng tôi phải nổ súng. Đừng để chúng tôi nổ súng. Lời nhắc nhở cuối cùng, dừng xe hoặc nổ súng. Lời nhắc nhở cuối cùng. Nổ được rồi anh ơi. Ok. Ui dồi. Tiếp. Bay đấy. Bay. Cân bằng xe tốt mà. Tốt. Áp sát. Ui dồi. Xe chạy nhanh quá. Ai chả. Cứ áp sát. Đây rồi. Ở đây, ok. Có mối nào không? Sát. Đường dây chậm lên, cứ để chậm. Giữ vị trí thôi. Để chạy giữ khỏi các cái. Hợp lý. Không bị thương người ta. Bị chớ, đúng rồi. Bao gần. Ai da. Sao? Còn 21%. Quả bóp này thì hơi căng rồi. Còn bị bóp này chịu. Vào cống rồi hay sao? Vào cống. Sẽ phải ở đây rồi thì phải. Ủa sao không ra được? Tiếp lên toàn rồi. Ủa mọi người ơi, từ. Rồi, ok. Nhưng mà tạm thời... Bởi vì bọn anh đang cần. Sau lưng. Hú coi. Quay xe. Chơi. Yêu cầu hỗ trợ nha, đang được con xem của xe nước biển chú lờ này. Vị trí đang chạy đường song song với cả bệnh viện. À, dù là một xe nước biển. Vào gần. Xe con xe không người. Đúng. Dừng xe đây. Dừng xe. Nổ rồi. Hay. Tiếp đi, nó không chạy đâu. Được rồi. Xòe phát là chớ ngay ấy mà. À, cua phát là chớ ngay ấy mà. Chậm.
định bay. Định bay. Ủa, nổ lốp à? Ui, thế này thì sao đỡ được? Bình tĩnh, đi xuống, phòng xuống, bình tĩnh. Chân mặt. Đề nghị các anh xuống xe. Nổ tiếp anh nữa rồi. Đề nghị các anh xuống xe. Còn hai lốp à? Một lốp. Được. Ui, kéo vào cây xăng nổ, chết cả mình. Một đối tượng chạy rồi. Cứ đuổi theo xe. Chiến thuật của họ hay quá. Họ xuống dần rồi. Ôi hồi. Ai à? Đi. Trực thăng báo cáo đi, trực thăng ơi. Alo, trực thăng. Alo. Ừ, anh về anh đưa đi để bạn ấy còn đang đuổi cướp từ từ đợi tí. À rồi. Ok. Ông đeo tắt điện thoại cho mình luôn ạ. Hay đấy, chiến thuật thả người rất hay đấy. Rất hợp lý luôn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Một đối tượng đâu rồi mọi người? Có hai đối tượng xuống xe. Ao là ao. Ao game á? Đối tượng ao nhá. Một đúng rồi, một đối tượng cố tình ao. Ok. Tôi thấy một người đang chạy bộ này. Đây, thấy một đối tượng ở đây. Không, một đối tượng nó không ao đâu, đối tượng nó bị lag tele đây này. Đây, tôi đang đuổi theo một thằng này, Kìa, không được tông người đâu. Được tông người đâu. Nó bị hai thế chết. Yêu cầu anh dừng lại. Các đồng chí nữ không? Bình cường hỗ trợ kìa, Hỗ trợ nha, có chưa? Có chiếc xe đấy. Họ tóm vào lên bình tĩnh, xe luôn. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh, nằm yên. Xin người anh em ấy nằm yên. Sao lại bắn em nhờ? Bình tĩnh, đang ở vùng tình nghi. Xin lỗi vì phát súng vừa rồi. Tạm thời tình nghi thôi, bình tĩnh. Rất xin lỗi vì những cái hành động làm phiền. Đồng chí để tôi đưa vào xe luôn đồng chí. Thì check kỹ trong các khu nhà nhá. Đây này, họ đang mang xe đến họ giải cứu kìa. Mọi người để ý cẩn thận nhé. Tôi hiểu, bây giờ có rất nhiều các đối tượng đi xe cào đây này, tầm 7 người ở đường này. Anh em có chuẩn bị hạ nhá. Thôi mình cứ dĩ hòa bí quý. Mất cả xe nữa kìa. Cho mà cứ phải có vẻ đông lắm ấy. Ai có ô tô đến đón tôi nhanh lên, Báo địa chỉ đón. Mà báo kiểu gì bây giờ nhờ, cái khu đường này báo kiểu gì bây giờ nhờ. Gần chỗ sửa xe, rửa xăng, tạp hóa cây xăng. Đây rồi. 34 đây rồi. Lên xe. Let's go. Bình tĩnh. Các thanh niên đi xe máy vậy là cùng người bang ấy, đuổi hết nhá. Bình tĩnh. Một đối tượng đây. Ok. Một đối tượng cố tình ao mà. Kệ đi. Cái bác nữ là bị tay le mà, còn đấy tay le mà. Không, một nam, hai nam một nữ, thì một nam ao, một nữ chạy, còn một thanh niên tóc tím chạy. Quay, xe mình quay về đi, xe mình quay về chỗ vừa rồi đi. Xe mình quay về chỗ vừa rồi đi, kệ hai xe kia đuổi, xe mình quay về chỗ vừa rồi đi. Quay. Bởi vì bọn nó kiểu gì bọn nó cũng quay lại để nó giải cứu thật kìa. Còn một người ra cái chỗ mà xe đối tượng nữa. Bây giờ mình phải xem xe của chủ nhân của ai mình gọi về chứ. Bình tĩnh, đúng rồi. Bọn nó đang dụ mình đi ra xa để nó quay về nó cứu thằng này đấy. Cứ bình tĩnh.
đâu đâu đâu. Hồi nãy có 4 người tất cả cơ. Bên trái này, bên trái này, bên trái này. Mới bắt được không? Bên trái này. Đây không, đây không? À không, đây là đồng đội mà. À. Từ 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 để tao cách con chó nhiệm vụ đã. Ao ôi. Cách con chó nhiệm vụ đã. Seat belt vẫn còn người nhá. Cái xe đâu vậy đâu? Mới bắt được hai rồi, mới bắt được hai rồi. Xa xa cái xe đâu vậy ở đâu? Thế địa chỉ báo thêm địa chỉ đi. Báo thêm địa chỉ. Lúc đấy là không nhớ nữa. Cái quay xe đâu? Này ấy đâu nhỉ? Đây này, đây này. Kiểm tra xe, kiểm tra xe màu xanh này. Kiểm tra xe màu xanh có gì triệu tập về đồn này? Ai có đối tượng thì đưa về đồn đi kìa. Đây đây ba chúng ta đưa đối tượng về đồn đi. Mang về đồn thôi. Chúng ta áp giải đối tượng về đồn. Đồng chí áp giải lên xe đi. À xe lockpick à? À, ai không vận sự ra ngoài nhá, để tôi xem là cái vụ này như nào đấy. Các người em của tôi tự nhiên lại bị bắt vào đồn này, tôi hơi buồn. Anh ơi, cái ông tóc trắng trắng kia. Nãy ông ra ông. Em kia ông tóc trắng này đâu nhá. Ôi giời. À đây đúng rồi, đúng cái ông này rồi. Mọi người nào. Đúng cái ông này rồi. Để cho các đồng chí cảnh sát nói chuyện trước. Anh em ơi nghiêm túc nào. Dù sao thì đây là cái đồn công an. Em hỏi các đồng chí cảnh sát tí là bây giờ như này là hôm nay tự nhiên em đang ở đồn đang ngồi làm tốt nốt chút giấy tờ ấy thì tự nhiên là có lệnh triệu tập lên đây. Đấy thì em tự nhiên lên đây em thấy là mấy người em của em là bị đang bị người thì bị còng người thì nằm cáng các thứ này đấy. Rồi thì các đồng chí giải thích của em là chuyện gì xảy ra đấy. Kêu gọi một sự bình tĩnh nhất định đến từ anh Husky ở này. Dạ vâng, em bình tĩnh mà em bình tĩnh. Nếu như trong quá trình mà chúng tôi làm mà có cái điều gì sai lầm thì chúng tôi sẽ xin lỗi các đồng chí. À, không, em bình tĩnh. Rồi. Nào thế bây giờ cho tôi hỏi con tin đâu nhỉ? Cái bạn bị hại đâu ạ? Bạn em đây ạ. Bạn bị hại có đây không ạ? Chú ơi con đây. Rồi, bạn bị hại ơi, bạn có thể thuật lại một chút sơ qua về những cái điều mà bạn vừa gặp phải không ạ? À, vâng, thì giới thiệu với chú đi, con là người Hàn Quốc. Con sang bên Việt Nam mình để du lịch. Thì hôm nay bên thằng này nhìn mặt nó già quá. Bố mẹ con mới bốc cho con một cái penthouse ở chỗ casino ấy chú. Anh à. Vâng, con chạy xuống con mua cái bánh mì dân tổ. Xong rồi từ đâu một chiếc xe màu xanh biển 3.8 đến. 3.8, sure. Vâng ạ. Ây à. Xong rồi còn trước 3.8 ấy là một chữ B nên là con đã nhìn nhầm thành 4.8. Rồi. Vâng, đấy. Con còn nhớ rõ như thế, xong rồi có một nhân vật giọng nữ nhưng mà đội đầu hình con chó màu vàng. Rồi bỏ luôn. Là ây à. Rồi con luôn. Là bỏ cái mũ len ra là cái mũ này này. Rồi. Đấy. Bởi vì mua mũ hiệu. Ây à. Con đút ở trong túi. Xong rồi các chú ấy bảo con là giơ tay lên, quỳ xuống. Úi giời, để tay lên đầu. Có bắt làm cái gì khác ngoài quỳ không? Quỳ xuống nó có bắt bú cái gì không? Dạ không ạ, nhưng mà các cô chú ấy bảo con là có ai ở đây không? Em bị lạc trong sở cảnh sát. Năm điều bác Hồ dạy, nhưng mà con là người Hàn Quốc, con mới sang. Con không biết bác Hồ là ai. Ai đấy có thể đưa em ra được không? Em rồi rồi, câu chuyện đi hơi xa rồi, dừng ở đây. Em bị lạc trong em có mày. Michael đưa cái bạn bị lạc ra ở đây cái Michael ơi. Em tên gì? Đùa phòng xử án mà ồn ào quá. Thì đây, giờ mọi người thông cảm một chút xíu nhá. Dạ vâng, em thông cảm em. Rồi, thông qua câu chuyện của cái anh bị hại người Hàn Quốc đến du lịch và có mẹ đặt cho một căn penthouse ở gần khu casino mà lại đi xuống mua bánh mì dân tổ để ăn. Đấy. Thèm thấy bảo là đặc sản ạ. Ừ, nghe cái mùi nó hơi mâu thuẫn nhưng thôi rồi, ok. Người Hàn Quốc nào sang Việt Nam đều thích ăn phở và bánh mì cả, không sao cả. Thế bây giờ tôi hỏi anh bị hại nhá. Nếu cho anh nghe lại giọng của cái cô mà đội cái mũ chó vàng đấy, anh có nghe, anh có nhận được ra giọng cô ấy không? Em nhận ra cả bốn ạ. Nhận ra cả bốn luôn. Vâng. Ờ heo ơi, anh nhờ heo một chút này heo ơi. Heo lại đội. Sếp ơi, em có ý kiến sếp ơi. Vâng. Cái ông tóc trắng kia ông cứ nhảy em có chịu em không làm việc được sếp ơi. Đề nghị anh tóc trắng nghiêm túc anh ơi, đừng nghiêm túc nhá. Đừng để tôi nhắc lần hai nhá. Đau chân nha, người nó nhún. Mọi người ơi, mọi người có thể lên phòng trên. Ui giời, cái xác kia dừng lại kìa. Ui giời, anh ơi. Hợp lý chưa? Alo mọi người ơi. Mọi người không liên quan nó nhỏ. Tôi nghe. Alo, có ai có thể lên một phòng trên hoặc phòng dưới gì đấy của cái tòa này, của cái phòng mọi người đang ở ấy. Ok. Để đưa em ra ngoài được không? Em bị lạc trong này mất rồi. Em tên gì? Kìa, ai đưa cái ông bị lạc ra cái coi. Em tên cái đấy để cái 722. Em là cái gì, em về lại Nova rồi, 2 chấm đóng ngoặc. Ok. Rồi là tiếp tục nào. Bây giờ thì thưa với người bị hại, anh bạn tên gì nhỉ? Em chào
cháu là người Hàn Quốc gốc Việt là Tế... Lô Văn G. Lô Văn G, rồi, đặt G. Nào bây giờ thì đây là người phụ nữ duy nhất bị bắt được, đang hiện tại đang là tình nghi thôi nhá. Người phụ nữ duy nhất chúng tôi bắt được trong khu vực tình nghi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra giọng bạn nữ ấy đầu tiên. Nhớ là nói những câu thoại bình thường em nhá, đừng dùng nguyên âm hay phụ âm không thôi, nghe dễ hiểu lầm lắm. Rồi rồi, nào bây giờ thì bạn vào bạn check đi, G, bạn vào bạn check giọng nữ đi. Ôi, đang bật nha. Có gì cover chỗ chế nhá, thì anh chưa, bắt chưa, đầu ơi. Chưa cover được đâu, đó đây nha. Đề nghị heo hợp tác, đề nghị heo hợp tác heo ơi. Cô gì ơi? Anh nhập hết xíu. Nghe được. Vâng, cháu cũng hiểu tiếng Việt ạ, cháu mới học tiếng Việt được 2 tiếng. Vâng. Cháu, sao vậy cháu? Cô ơi, cô có phải là cái cô vừa ấy đội mũ màu vàng thành con chó không ạ? Ố, cháu nói gì? Cô không làm gì có. Đây cô mới đang đi tập thể dục ở ngoài đường. Tự dưng đúng, có đúng mấy rồi, chị cảnh sát. Đúng rồi chú ơi. Đúng giọng này không? Bởi vì, giọng này không? Bởi vì nhá. Bởi vì cô ấy đục người cháu. Cô ấy hỏi là mày có gì trong người không? Cô ấy trả lời là làm gì có, đúng cái câu làm gì có. Thôi xong rồi, đúng ngữ cảnh, đúng ngữ điệu luôn. Ôi giời ơi. Rồi luôn. Thì bây giờ thì tạm thời là có những cái sự trùng khớp nhất định về voice, về cái giọng nói của heo. Thì cảm phiền heo, có thể là heo đưa cái đồ mặc định của heo lên được không nhờ heo ơi? Mặc đúng tạm, mặc tạm cái đồ mặc định lên bảo, đi heo. Thôi đội cái mũ lại đi. Ừ, đội lại cái mũ. Vợ. Ừ. Con chó màu vàng heo. Ấy, người giống người là chuyện bình thường. Thế nên là heo cứ hợp tác đi. Hàn Quốc vậy nhá. Đây để em Quê. Tìm lại đã. Ông Hàn Quốc vậy nhá, ông phu khống được nào 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 nào. Ui giời ơi. Tình cờ lại cũng đầu chó luôn này. Nào mời G và tìm đúng điểm G đi cơ. Chú ơi. Cháu còn nhận ra cái nốt ruồi son của cô ấy xăm ở trên cổ kìa. Ui giời ơi. Có khi nào ông Hàn Quốc vậy nhá, cẩn thận nhá. Là người anh em, được rồi bình tĩnh, có chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ lo cho công lý mà yên tâm. Này có khi nào người giống người không? Sử dụng uy hiếp vậy. Không, nhưng mà đúng là cái bụng 6 múi rồi ạ. Thế thì bây giờ xin hỏi một chút là bên anh Husky và anh Hà Rẻ, các anh có bình luận gì cho cái điều này không ạ? Dạ vâng, thì đấy em bảo với cả đồng chí là đấy thì em cũng chưa biết gì là xảy ra. Đấy thì tự nhiên là thấy là mọi người gọi bảo là đến đồn các thứ, có người tìm, đồng chí công an đồn tìm. Thì em đến thì em thấy mấy người em của em là người thì nằm cáng, đấy người thì ngồi dưới đất, người thì gọi là đấy. Thì em cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Vâng. Trước hết. Chú ơi, cho cháu xin mic ạ. Vâng, nói đi. Cháu nghi ngờ cái chú đội mũ kia cũng là một trong bốn người đấy đấy ạ. Ui, giọng nghe cũng quen luôn. Vâng ạ. Giọng nghe cũng quen luôn. Cháu rất nghi ngờ. Cái ông Hàn Quốc này nào. Ok. Cháu không hủ dọa nạn nhân. Cháu chỉ nghi ngờ thôi ạ. Đề nghị Michael đưa bạn áo đen cổ polo này qua bên phòng kế bên hộ tôi với. Xin cảm phiền. Cho em ở đây, em hứa em không nói gì lại. Một lần nữa nha, một lần nữa là đi nha người anh em. Dạ. Đừng đi hết cả răng cửa luôn đấy. Đừng có dọa. Cháu rất là quan ngại cái vấn đề này. Bởi vì cái đất nước của cháu bảo là Việt Nam rất là an toàn, rất là yên bình. Yeah. Vâng, nhưng mà sao lại có những cái tình huống như này mà cháu không biết về giải thích cho bố mẹ cháu ra sao nữa. Rồi, ok, để chú nghiên cứu vụ này. Vậy thì thưa anh Husky, trước hết là đồn công an xin lỗi vì những cái điều kiện tiếp đón nó chưa thực sự được tốt, để khiến cho những người bạn của anh gặp những cái hoàn cảnh nó hơi không được đẹp mắt. Đấy là lời xin lỗi của chúng tôi đầu tiên. Thứ hai, thì bây giờ tôi lại hỏi tiếp anh là anh có bình luận gì về việc là cái anh bị hại này nhận ra giọng của anh không anh Husky? Dạ vâng, thì đấy em báo cáo với đồng chí cảnh sát là tầm 3 phút trước, 30 phút trước em đang ngồi làm việc ở trong car dealer ấy. Thì tự nhiên là có mấy đối tượng chạy đến lốp pích xe của em. Ây da. Đấy, vâng, em nhìn là hình như là cũng có đội đầu chó hay sao ấy. Đấy, đây này cũng hình như là cũng giống cái đối tượng này anh này. Đấy, em chưa kịp vâng, em chưa kịp báo gì cả. Đấy thì nào cười, anh các đồng chí sao lại cười em thế? Đấy, em chưa kịp báo gì cả. Thì đấy thì bây giờ tự nhiên là bị triệu tập đến đồn, thì đấy em cũng là muốn báo án luôn. Với cả em nói với cả đồng chí cảnh sát như này, đồng chí cũng biết là em là người gọi là công dân gương mẫu cho thành phố. Em là rất ghét những cái thể loại mà trộm cướp như này. Đấy, rồi, các đồng rồi. Chí cứ phạt nặng vào nhá, vâng. Không quen biết gì mấy cái ông này cả. Chúng tôi chưa phân xử, chúng tôi chưa đưa ra quyết định gì cả, đề nghị tay anh không chỉ trỏ linh tinh để tránh có vâng, thể vâng, là... Vâng, 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 em xin, xin lỗi. Chú ơi, còn một chi tiết nữa chú ạ. Rồi, nói nốt. Cái chú mà giọng giống cái chú đội mũ mà tóc tím tím ấy kìa. Là có một cái biểu hiện rất là buồn, có cái bộ dạng rất là buồn cười là nửa thân trên là người da màu. À! Nửa thân dưới thì lại là người màu trắng. Thôi xong rồi,
cái này nghe quen thế nhở? Bây giờ chú có thể kiểm tra được không ạ? Tình cờ là tôi cũng có quen một người bạn trong thành phố này là nửa thân trên cũng đen và nửa thân dưới nó cũng trắng. Bạn tôi là ngày xưa là làm thợ mỏ. Husky ơi, bạn có quen ai như vậy không nhở? Husky ơi. Dạ vâng, thì đấy để chứng minh cho cái sự trong sạch của bản thân thì em xin phép là các đồng chí cảnh sát cho em cởi quần tại đây. Tức là nửa trên đen và nửa dưới trắng đúng không người anh em? Nhắm mắt lại nhá, nhắm mắt lại nhá. Rồi, mời Husky, nếu mà không phiền, mời bạn. Rồi, nhưng mà các đồng chí cho em hỏi là cởi quần lúc nào nhỉ? Cởi quần, bạn cứ bỏ tay xuống, bạn cởi bình thường thôi. Tại bình thường là em toàn đi luôn ra quần, em chưa cởi bao giờ ấy. Giãn cơ y ra, giãn cơ y ra. Cô tụt đâu, cô tụt luôn nhá. Ồ, kìa. Nào, G đứng dậy. Cái thanh niên này vừa mới chưa được ăn bánh mì dân tộc. Đang ở trên 12 giờ. Cháu chưa được ăn gì cả. Bác sĩ có cứu bác sĩ ơi. Không sao mọi người, bác sĩ. Đấy, em báo cáo với cả các đồng chí cảnh sát là các đồng chí cũng nhìn thấy rồi đấy. Em là em dùng cả chi tiết của con đời của cuộc đời em để em chứng minh cái sự trong sạch của mình. Cái bên dưới lên bên trên của em đều đen. Cái anh kia anh bảo đấy là chắc là một ai đó trong thành phố thôi. Em thề là đấy. Cả cuộc đời em là đến bây giờ các đồng chí là những người đầu tiên nhìn thấy mông của em chỉ sau mẹ em. Đấy. Xin lỗi vì điều đó. Nào điểm G. Nói gì đi. Dạ vâng, thì cháu cũng chỉ bảo là quan ngại và nhận dạng của người xấu thôi, thì cháu chỉ báo cáo với chú thế thôi. Thế còn thì một chi tiết ngắn gọn này, ngắn gọn nói nốt chi tiết đi rồi ngắn gọn lại nào. Một chi tiết nữa là cái chú mà cháu vừa bảo là giọng giống chú này đấy. Giọng giống chú này á? Vâng. Vậy thì lại có một thông tin cho G này, Anh Husky Man đây có một người anh em cùng cha khác bố này. Ở cùng thành phố luôn. Đấy, cùng chú cha ơi, khác bố. Cho cháu hỏi một câu được không ạ? Chú ơi, em của chú hay là anh của chú có chơi gôn không ạ? Kìa Husky bạn ơi. Dạ sao thế đồng chí cảnh sát? Người anh em cùng cha khác bố của bạn có chơi gôn không? À, ôi tôi chết rồi. Đấy em lại quên mất là không thể nói với cả các đồng chí nãy là cái thằng Scooby-Doo Man đấy nó có đến nhà em chơi. Đấy thì nó cũng tự nhiên nó bảo là không biết thế nào trời, nó lại bảo là đẹp trời, nó rủ đi chơi gôn. Xong dí cho em cái gậy gôn vào người các đồng chí ạ. Đây, chú ơi, cầm gậy gôn này. Chú ơi, cầm gậy gôn. Gậy gôn. Em thề là cái này nó chỉ là sự trùng hợp với các đồng chí ạ. Em thề. Tình này thì quá nhiều. Vâng, đấy, em thề, đấy. Tôi thề là tôi tin Husky nha, nhưng mà cái về lý là khó tin quá. Người làm khu bản chế này. Em nói với các đồng chí như này, đấy, em giải thích với các đồng chí luôn, em là trong cái thành phố em rất ghét trộm cắp. Những cái đối tượng trộm cắp như này là em nói thật với các đồng chí luôn là xứng đáng bị trừng phạt bởi pháp luật này. Nghe này, bây giờ nhá, từ lúc mà anh bạn G đây nhận ra được giọng của Husky và nhận ra được một vài những đặc điểm nhận dạng nó có liên quan đến ngoại hình của Husky, thì tôi xin phép được tuyên bố là Husky bây giờ cũng đang là trong diện tình nghi. Vậy nên là tôi xin phép là mời luật sư Hà Rè cùng bào chữa cho cả trường hợp của Mel và của Heo và Husky. Tôi muốn nghe lời của luật sư chứ tôi không muốn nghe lời của Husky nữa, bởi vì nó không có những cái sự gọi là chúng ta có thể khai thác được cái lời khai của Husky bây giờ nữa rồi. Em báo cáo đồng chí cái em nói thật với đồng chí là thì cái anh Hà Rè này trong thành phố anh nổi tiếng là luật sư băm đồng chí ạ. Okay. Bây giờ mà anh ấy cãi cho bọn em cái từ không có tội thành có tội thì em thì... cũng gọi là có lỗi với bố mẹ á. Bây giờ anh có dùng okay. Anh có dùng luật sư Hà Rè không để tôi đẩy anh em Hà. luật sư bảo chữa mà thì em nói đi anh ơi. Ôi, lại nói kìa. Ơi tôi nghe anh Husky ơi. Dạ anh thuê cái ông luật sư. Ok. Nào. Cho cái thành phố này lân kìa nhiều thích nhở. Anh có thuê cái ông luật sư tóc. Các đồng chí này nó có đấm vào cổ họng của em tôi không đấy? À chứ không đấm vào cổ họng đối tượng này không đấy các anh ơi. Chứ bây giờ đối tượng nói không ra lời này. Khổ. Alo người anh em ơi, alo. Nghe thấy em nói gì à? Mic của người anh em. Bạn bị viêm họng à? Viêm họng thôi. Tôi xin phép các anh công an cho tôi phẫu thuật cái cổ họng của anh này ở đây. Rồi thế mời anh qua phòng bên phẫu thuật đi để tôi tiếp tục lấy lời khai đi. Rồi Hà có nói gì không này, anh cho em 2 phút. Thì thứ nhất ấy, thì là những lời nói của cái anh áo xanh này này, nó đối với thân chủ tôi ấy, nó là những lời nói chưa có bằng chứng hay nhân chứng nào chứng kiến cái sự việc đấy. Thì nếu mà tôi là người phạm tội thì tôi có thể nhìn chị Heo tôi và tôi miêu tả giống như vậy, thì nó sẽ là như vậy. Tôi đang nghi là cái anh này đang có hành vi đó là vu khống chị tôi. Rồi, dừng và quy chị tôi ở cướp. Rồi dừng ở đây. Vậy thì cho tôi xin động cơ của anh kia nhằm vu khống chị Heo và anh Husky của bạn. Động cơ của anh ấy là gì? Em nhiều lần em cũng gặp đối tượng này rồi anh ạ. À. Em cũng gặp anh nấu xanh này rồi, bị hại rồi.
Bị hại trong thành phố thì em lại KDL cứ xin tiền em thôi. Em cảm thấy là cái việc này động cơ khá là cao là du khống để đòi tiền anh ạ. Ai chà chà, điểm G. Anh này hay qua KDL xin tiền em lắm. Nói đi G. Bố cháu còn con Rolls Royce ở nhà, chú muốn cầm đi thử không? Đó, một người không thiếu tiền, bố mẹ giàu nứt đổ đổ vách, điều gì khiến bạn là bạn Hà nghĩ rằng là cho cháu hỏi là ông luật sư này đã được ở penthouse bao giờ chưa? Nào. Mới đi làm car dealer làm gì có tiền? Nói gì đi Hà du ơi. Không. Vấn đề là em kém cỏi. Đó là vấn đề là bạn mình ở ở car dealer thì bạn xin tiền của mình thì mình cũng thấy nó bị hơi vô lý. Em báo cáo cái đồng chí. Thế anh gặp em ở đâu ạ? Ở car dealer đó. Bằng chứng không? Đó, thấy, hai thấy không? Có bằng chứng không? Thấy là những lời nói anh có hình ảnh không? Bình tĩnh. Đấy, để tôi nói. Không gì mà. Cháu bị vui nhỏ ấy chú. Bình tĩnh. Không, anh để tôi nói đã. Để Hà nói. Thế là những lời nói của anh về thân chủ tôi nó có bằng chứng không? Đấy. Mình lại hỏi ngược bạn một câu như thế. Được bình tĩnh như này. Nghe này Hà này, để Husky nó nốt cho tôi nó luôn mà thể mời anh Husky. Em báo cáo tí, Vâng, thì em cũng vừa mới nhớ ra đấy là tầm khoảng đâu đó 3 tháng về trước. Đấy, em có thuê gọi là mấy nhân viên mới. Thì mấy nhân viên của em là trong cái thời gian làm việc ở tại car dealer là luôn luôn có cái dấu hiệu đấy là hung hăng, trộm cắp cũng như là tấn công khách đến mua xe. Thì em có đuổi ra khỏi car dealer thì em nghi khả năng là ba cái người này đấy là có khi là nằm trong số những cái nhân viên mà trước đây em đã đuổi đây. Đâu, đây đồng chí ạ. Ba người nào bạn chỉ cho tôi đi. Dạ vâng, đấy anh cầm cốc cà phê đứng trong góc là một. Rồi, một. Đấy vâng. Ở đấy với cả bạn nằm ở trên cái cáng kia là hai bạn. Và em nói với cả đồng chí ấy là cái bạn nằm trên cái cáng kia là rất nhiều lần trong cái thời gian còn làm việc tại car dealer là giả vờ ốm để xin nghỉ. Vâng đấy em không liên quan gì vụ này đâu, không liên quan gì. Vâng, em đã báo cáo thật thông. Rồi bây giờ các bạn nghe tôi đưa ra một vài những cái lời phán quyết này. Tôi thì qua những cái lời kể của Husky thì tôi có tin lời của Husky nói là đúng sự thật. Và tôi cũng nói luôn là tôi có tin những cái lời nói của G là cũng đúng sự thật, ít nhất là ở việc mà G đã nghe ra giọng của heo này. Rồi là G đã nói đúng về cái nhận dạng về mặt nạ chó vàng của heo luôn này. Thì tôi có thể khẳng định một điều rằng là heo hoàn toàn có tham gia vào cái vụ bắt cóc bạn G của chúng ta ở đây. Còn nếu như Hà mà phản biện bằng cách là không có ai làm chứng cho G thì rõ ràng là một người bị bắt cóc thì lấy ai làm chứng cho trong cái hoàn cảnh đấy. Mà nếu mà có làm chứng nhá thì tôi chính là người làm chứng, bởi vì tôi có trên xe để tham gia vào vụ truy bắt. Thì tôi xác đúng, định đúng, tôi đúng. Xác định là có đúng. Những cái đặc điểm có những đặc điểm nhận dạng đấy thật. Đúng. Chứ không phải không. Rồi từ nãy đến giờ là có Husky, có bạn heo rồi, còn một người nữa là cái bạn mặc áo đen polo kia. Điểm G có ấn tượng gì về người đàn ông áo đen kia không? Chú ơi, cháu lúc này cháu bị hoảng loạn ấy, cháu chỉ nhớ được một phần thôi. Nhưng mà nếu mà chú kia mà có mặt nạ ấy thì chú bảo chú ấy đội lên thì cháu phần nào cháu nhận ra được ấy. Rồi, thế thì hỏi luôn trước khi đeo mặt nạ thì cái người anh em áo đen polo này có nói một cái đoạn câu thoại nào để cho G ấn tượng trong đầu không? Để tôi bắt bạn ấy nói lại y hệt. Dạ, chỉ có chị phụ nữ với cả một chú nửa đen nửa trắng nói thôi ạ. Rồi, ok. Như vậy là đằng nào ông này cũng viêm thanh quản rồi, ông cũng không nói đâu. Vậy thì người anh em mặc áo đen polo ơi, có thể đeo hộ tôi cái mặt lại được không ạ? Đeo mặt nạ đi, thôi. Ok, hay là bạn không có bạn nạ nhỉ? Mặc đồ mặc định đi người anh em ơi. Cứ biết đẹp là như thân chủ của em không có mặt nạ. Vâng, chắc là kiểu trung thực quá nên không biết đeo mặt nạ. Rồi, vậy thì thế thì anh giải thích như thế nào về việc là anh xuất hiện ở trong vùng à đây. Chú ơi. Chú. Nói đi G. Cháu đã nói gì về việc bốn con thú mà bắt cháu? Rồi, như vậy là có một chó này, một khỉ này, thế còn hai cái mặt nạ còn lại là cái gì? Là một cái nón của chú cứu hỏa to đùng. Thế là cho anh kia đeo mặt nạ thôi không ạ? Husky ơi. Vâng, đồng chí cảnh sát sao ạ? Tôi tự dưng tôi lại nhớ đến một người bạn của tôi làm mỏ, cũng có một cái mũ giống thế, hay là bạn đeo thử, bạn thử cho tôi cái mặt nạ lên xem thử thế nào nhỉ? À vâng, đây em thử cái mà em lại giải thích với cả đồng chí trước. Đấy là hôm nay thì cũng có một cái anh thợ mỏ anh đến chỗ em, anh mua gọi là bánh sinh nhật cho con gái anh ấy. Để quên mũ. Vâng, không, anh ấy mua bánh sinh nhật, em rất là nhiệt tình, em ấy làm cho. Mọi người có nghe thấy em nói gì không ạ? Nghe rồi. May quá. Full topping các thứ thì anh ấy cảm động quá, anh ấy bảo là thôi thì anh cũng là thợ mỏ, cũng là người nông dân, công nhân chất phác. Anh không có gì tặng em, anh tặng em cái mũ.
Đấy thì em hôm nay là em cũng có cầm cái mũ đi ra em đội rồi, có khả năng là anh này anh nhìn nhầm hay sao ấy chứ, đây em đội mũ bảo hiểm mà. Thôi bạn ơi, bạn cứ thử cho mình cái mặt nạ lên đi. Không đúng thì thôi, làm gì căng. Bỏ cái mũ bảo hiểm ra được không anh em? Đó, như vậy là cái mặt nạ này có đúng không? Cái mặt nạ này có xuất hiện trong vụ cướp không ở G? Mặt nạ này không có chú ạ, chú chỉ có cái mũ kia với cả một chó một khỉ. Đấy. À một chó hai khỉ ạ. Đã nói với mọi người rồi, Husky là một công dân gương mẫu của thành phố. Đúng gì ạ? Người công dân gương mẫu. Chỉ có cái thằng anh mà cùng cha khác bố của ông Husky này là lông côm này, chứ ông Husky này rất là ok nhá, rất nice nhá. Đúng vậy, thằng đấy mất dạy lắm ạ, em thề. Rồi Husky tạm thời là chúng tôi sẽ loại bỏ bạn khỏi danh sách nghi vấn này, nhưng mà cái anh bạn polo áo đen thì sao nhỉ? Đeo lại mặt nạ đi người anh em. Dạ. Ôm ấp cái gì, đeo mặt nạ đi, đeo mặt nạ lên. Chú ơi, liệu có phải là cái chú tóc trắng đằng sau cháu nữa không ạ? Chú tóc trắng nào? Từ từ rồi sẽ đến anh ấy, cứ bình tĩnh để cho anh polo áo đen này trước, đeo mặt nạ lên bạn ơi. Vừa nãy em ấn cái gì mà nó lại hiện lên cái đầu khỉ em lại quên mất rồi. Thôi nào người anh em, y dài lên. Y dài ạ? Giãn cơ y ra, giãn cơ y ra. Đâu, xong ấn đâu anh nhỉ? Xong rồi ấn vào phần mặt nạ. Nó có cái mắt đen ấy. Không có anh ơi, em chỉ có ấy, găng tay này. Đây này, để em hướng dẫn bạn này anh ạ. Đấy, mũ này, em không có anh ơi. Nhập cái này vào. Nhận ra. Đúng rồi. Nhập lệnh mask vào. Ui giời ơi. Lừa rồi. Anh em ơi, qua đứng cùng với heo đi nào. Chú ơi. Lừa rồi, em không biết gì hết, em bị lừa rồi. G nói. Đứng ở kia, đừng nói nữa em. Cái chú đầu khỉ này cầm con dao trông giống con dao trong CSGO của cháu lắm. Rồi luôn. Bây giờ tin chắc luôn, có lẽ là nhờ ai nhỉ? Nhờ Pi đi, có thể Petro check của tôi xem là có cái con dao CSGO không. Em có ý kiến. Mời nói. Nếu như mà bây giờ khám người em mà không có dao thì sao ạ? Dạ thưa người anh em, chúng tôi đang là những người làm nhiệm vụ theo pháp luật. Chúng tôi không đưa mình vào bất kỳ một cái kèo cá cược nào cả. Dạ, nhưng mà anh kia anh ấy tố cáo là có dao nhưng mà trong người em không có dao. Không, đấy không phải là sự tố cáo, đó là một cái sự nghi ngờ thôi. Và chúng tôi được pháp luật trao quyền để có thể tiến hành khám xét trong tình huống như thế này. Mời đồng chí P. Rồi bây giờ tôi xin phép bắt đầu kiểm tra. Petro check của tôi gái. Cháu chỉ nhớ lại những gì cháu trải qua thôi ạ. Em trong sạch mà, em không làm gì, em không sợ, em cây ngay không sợ chết đứng mà anh. Ôi trời, cái gì đấy? Ôi, cái gì đấy? Trời ơi. Có dao rủ gì à, không, okay, thanh niên này thì em... trong người chỉ có một cái gậy bóng trời. Đấy. Còn một cái đèn pin, không rồi, có dao. Okay. Rồi, xong. Tiếp, nào đến anh bạn là áo có mũ và tóc bạc này. Thì người anh em G có cái đặc điểm nhận dạng gì mà bạn nhớ về cái người thứ tư không? Mặt nạ hay là giọng nói không? Cái chú đấy thì cháu bảo là vừa lúc cháu bước vào sân ấy thì vào trong này đấy. Okay. Thì cháu đấy thấy chú ấy đứng ở trong này xong rồi cũng đeo mặt nạ khỉ ạ. Cháu mới hỏi là có liên quan không ạ? Chứ cháu không biết chú ấy là ai cả. Đấy anh này đúng không? Anh tóc trắng này đúng không? Vâng đúng rồi, cái chú tóc trắng này cũng đeo mặt nạ khỉ đứng ở trong góc này ạ. Người anh em tóc trắng tên là gì ạ? Cháu mới hỏi thôi. Trung. Mời người anh em Trung có thể cho tôi cái bộ đồ mặc định của bạn được không ạ? Đeo mặt nạ lên hộ tôi vậy ạ. Ôi giời ơi. Không phải. Chú này là cháu nhìn thấy mặt nạ khỉ từ đầu rồi. Cháu chỉ nghi ngờ thôi. Cháu chỉ hỏi là xem có phải có dính liên quan hay không thôi. Ừ thế bây giờ chốt hạ là chỉ là dừng lại ở mức độ nghi ngờ thôi đúng không? Vâng. Bởi vì cháu vào cho thấy đầu khỉ quen lắm. Rồi thế tôi hỏi anh Trung một chút xíu là điều gì khiến anh xuất hiện ở đây nhờ anh Trung nhỉ? Ừ, tự nhiên bị lôi vào đây cán bộ. Ai là người đưa anh Trung vào đây đấy? Cái này tôi nhận được thông tin từ bên bác sĩ là có một thanh niên ngã chết vì xe máy. Và trong lúc mà chúng ta truy đuổi ấy, thì có một đám người đi xe máy, đi con san chép. Để người đi con san chép phóng với tốc độ rất là cao. Rồi. Thì bác sĩ có thông báo với cả chúng ta là có một người chết vì tai nạn xe máy nên là tôi đưa về đây thôi. Rồi tôi hiểu rồi, bây giờ tạm thời như thế này nhá. Những cái chứng cứ đấy chưa đủ sức nặng để có thể kết tội anh Trung đây vào là thành viên của vụ cướp được. Mà bạn G kia cũng không đưa ra bất kỳ một cái sức thuyết phục nào để đưa Trung vào trong cái vụ này. Nên tạm thời thôi, tôi sẽ đưa bạn ra khỏi danh sách diện tình nghi nhá bạn Trung nhá. Vâng. Rồi ok. Rồi bây giờ như thế này, tôi sẽ mời những người nào không liên quan. Mời những người không liên quan đi ra ngoài đi ạ. Chú ơi, cháu như thế. Chú ơi, cháu không làm gì. Nào, uy hiếp con tin. Rồi Hà ơi, bây giờ em là luật sư này. Em có điều gì muốn nói không để anh bắt đầu anh chốt sổ vụ này cái này, mất nhiều thời gian quá rồi. Chú ơi, cháu
cháu mới mở mắt xong, cháu xin phép được uống thuốc ạ. Rồi bây giờ ai đó đưa bạn G này lên trên thì cho bạn trấn tĩnh lại đi. À đệ, cháu đang uống thuốc rồi đệ. Và chắc chắn là cháu cứ yên tâm là lực lượng cảnh sát thành phố Box City sẽ xử lý nghiêm những thành viên của băng cướp nhá. Bây giờ cháu cứ lên trên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Xong rồi vụ này ok. Nhiệm vụ cháu đây là hết rồi. Lên đi. Đi đường nào chú? Ai đó dẫn bạn này lên hộ tôi với. Hà Hà nó đi. Riêng về anh này thì anh này không có thuê em lên làm luật sư anh ạ. À với cả là tôi chỉ việc bào chữa cho chị heo thôi ạ. Rồi ok, khoan đã. Bạn bác sĩ ơi, bạn cũng lên trên hốt nốt hộ tôi đi. Bạn lên trên nốt đi bác sĩ. Heo ở đây tôi chăm sóc heo được rồi. Kìa, đứng gọn cho bác sĩ đi cái coi. Được. Cứ cái máy ảnh đi. Bỏ máy ảnh đi người anh em ơi. Thôi bây giờ như này nhá, anh em chuyển hết kênh thì thầm này, Tôi biết là Hà có nói gì chăng nữa thì vụ này thưa với những người anh em của tôi theo cách là phải có người nhận tội. Vậy thì ở đây có ba bạn. Đây anh để anh công an để em nói chuyện với anh tí. Rồi. Nói đi bạn ơi. Alo. Đứng xe. Đứng xe. Xe. Vâng, đấy em nói xong với anh rồi, anh xem xét hộ em với ạ. Thật sự là vụ này thành phố giao cho tôi xử vụ này là một vụ trọng án cực kỳ gay go nhá, rất là vụ này rất là căng nhá. Trong một tháng trở lại đây là vụ này là vụ nghiêm trọng nhất. Đúng vậy nên là tôi là một người giữ cái trọng trách là giữ kỷ cương, giữ bình yên cho thành phố. Tôi không thể làm cho qua loa được. Đúng ạ, đúng. Vậy thì qua những cái lời khai của nhân chứng, tôi xin kết luận như sau. Husky, bạn không hề có bất kỳ một cái đặc điểm nhận dạng nào giống như những lời mà G nói. Husky vô tội. Husky vô tội. Đúng. Em cảm ơn. Cút luôn. Husky vô tội. Đưa Husky ra ngoài hộ tôi với ạ. Ổn rồi. Nào người anh em mặt khỉ và heo. Bây giờ nhá. Không ổn rồi. Bây giờ heo Hà thì Hà nói hết lời của Hà rồi, heo có điều gì muốn tự bào chữa cho mình không heo? Dạ, em nãy giờ em đấy thì như em đã nói từ đầu là hôm nay em đi tập thể dục ở ngoài đường, em đang chạy bộ thì tự dưng thấy có một vụ đuổi bắt gì đó xảy ra. Xong rồi có mấy chị cảnh sát lái xe chẳng may tông trúng phải em. Thế là xong rồi em bị bong mất cái mắt cả chân. Heo à. Xong rồi mấy chị áp giải em về đây luôn chứ em không hề biết có vụ cướp bóc gì hết. Heo à, heo ơi, tự không thể ngẫu nhiên mà giọng của heo lại ấn tượng ở trong đầu người ta rồi. Heo lại đeo cái mặt nạ chó vàng như vậy, nó không phải là ngẫu nhiên được, heo ơi. Pi ơi. Pi đuổi từ chỗ xe ra mà. Pi, cho anh hỏi chút xíu là bây giờ cái khung hình phạt cho cái việc này là như thế nào đây? Khung hình phạt cao nhất cho cướp là 20.000 và đi tù 30 đến 60 phút đấy, còn tùy mức độ nữa. Thì mấy lại, mình thấy nó chuyện riêng một tí không anh? Ôi, đột quỵ quá. Mình có thấy ai nói chuyện riêng tí gì chứ? Rồi ôi, heo ơi. Điều gì khiến em từ một người phụ nữ quyến rũ mà lại trở nên ra nông nỗi này heo ơi? Em có bằng chứng phản biện anh ạ. Anh nói rồi. Ra đây nói chuyện em chứ. Nói đi. Chú ơi. Vẫn chú. Chú ơi. Nào, gờ. Sao đấy? Chú công an ơi. Sao? Em vừa bảo là em muốn thay đổi lời khai mà đúng không? Em bảo là em nhớ không nhớ mà đúng không? Em nói lại chú sao đấy? Cháu muốn nói với chú cái này ạ. Ừ, nói đi. Thì vừa nãy bố mẹ cháu ở bên kia cũng gọi điện về. Bảo là cái chú Husky kia cũng là đối tác ở bên bố mẹ cháu. Và nhưng mà cái vấn đề đấy không quan trọng. Quan trọng là mấy cô chú ấy chỉ lấy của cháu cái bánh mì dân độ thôi ạ. Nên là có gì chú nương tay cho các cô chú ấy cũng chỉ bị rách cái nách áo. Chú nhìn đây này. Rồi ok, tức là bây giờ chú có hiểu ngắn gọn lại là cháu rút lại lời khai của mình. Dạ không, không rút lại nhưng mà chú có thể có nghĩa là cháu rút lại đơn tố cáo, cháu rút lại đơn tố cáo của mình. Dạ vâng ạ. Rồi ok. Xét thấy tất cả mọi người ở đây đều hợp tác, từ Husky cho đến Heo cho đến người bạn áo đen polo là tên là gì nhỉ? Đại em ạ. Đại Du à? Anh T-Rex yeah. À? Dạ, T-Rex nghe ạ. Em, cho em nói nhá. Em nói vâng, đi. Thôi thì thôi, em cũng xin phép là được nói thân lòng.
là từ hôm em vào làm KDL tới giờ ấy thì cái anh chủ KDL không có trả lương cho em. Thôi xong. Và ôi giời này á, thì em cũng coi như là rất là thiếu thốn, không có lương, không có tiền mua đồ ăn, mua nước uống gì hết. Thế là hôm nay chẳng may em đi ngang qua chỗ casino đấy, em thấy anh kia mới mua cái bánh mì xong mà em lúc đấy đói quá rồi. Em suýt ngất ra đường luôn. Thế là em không biết cách nào khác, em đành đi vào ăn trộm cái bánh mì của anh ấy anh ạ. Các đồng chí thấy chưa? Pi này, Michael thấy chưa? Nhân dân của chúng ta ở thành phố này còn rất nghèo đói. Chúng ta phải quan tâm đến họ nhiều hơn. Đây thực sự là một tấm gương mà nó cố gắng vượt lên trên số phận. Cô ta chỉ cướp cái bánh mì. Ơi. Cái này là em nghĩ là gọi là bóc lột sức lao động anh ạ. Chứ chủ KDL em nghe bảo là giàu lắm, mua tận 5-6 siêu xe chạy ngoài đường mà anh. Cái đấy thì anh xin hứa với mọi người ở đây là anh sẽ để công an kinh tế vào để điều tra ngay thanh niên Husky này về cái việc là bóc lột sức lao động nhá. Thôi được rồi, còn bây giờ thì với việc là điểm G ở đây cũng đã rút lại những cái lời tố cáo của mình và không muốn gay gắt nữa. Thì ok, mọi người ở đây dĩ hòa vi quý đi. Bây giờ tôi muốn Heo và bạn Polo áo đen này gửi một lời xin lỗi sâu sắc nhất đến G và chúng ta coi như xong chuyện ở đây, ok chưa? Chú ơi, chú. Sao đấy? Cháu vừa đưa bánh mì cho cô ăn nhưng mà cháu đưa nhầm cho chú Polo về chú tóc đỏ rồi. Rồi. Yên tâm. Cái gì là cái ông thản cốt là tôi nói thật với tôi nhịn ông từ đầu đến giờ nhá, cái gì ông cũng đều với tôi là thế nào? Nào là thôi, người ta đã thôi rồi, người ta đã không tố cáo nữa rồi, buồn cười thế nhở? Cảm ơn. Chị Heo ăn bánh mì đi cho bạn. Áo xanh. Thế nhá. Bánh mì đi. Bây giờ thì nhờ Pi với cả Michael giữ Husky lại để tôi điều tra về thêm cái vụ gọi là cái vụ mà không chậm tiền lương nhân viên và các thứ để tôi tiện những người bạn của tôi ra khỏi đây đã. Nào mời. Thế thì luật đấy là luật nhân sự rồi. Rồi ok. Ok, nào mọi người. Ra đi mọi người ơi, ra đi. Và đặc biệt là cái cô Heo này ra đây. Cô Heo ra đây. Ừ. Có những người cảnh sát tốt bụng như anh thì công dân của bọn em mới sống nổi trong thành phố này. Ra đây em. Lần sau có gì khó khăn quá thì bảo anh một câu. Cứ theo cái con người bội bạc trong kia làm cái gì, đúng không? ID của em là gì? Ôi anh ơi, sao lại thế? ID của em là gì? ID 741 anh ạ. Đấy nhá, lần sau bỏ ngay cái kiểu đi ăn trộm cái bánh mì, em có thấy đáng không? Một người như em, đẹp như em, sắc nước hương trời như em, cùng lắm là vào xịn anh, chân múa thoát y là được mà nhá. Rồi thế, vâng, đấy, đi về vì, đi. Vì cái bánh mì mà giờ em còn bị gãy mất một chân anh thì đấy. Thôi em sẽ về chị gái. Em về bệnh viện đây anh nhá. Rồi, cái chỗ tiền đấy thì cầm về chữa chân đi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Về chị gái, về chị gái. Rồi G ơi, việc của G ở đây hết rồi nhá. Còn cái vụ án kinh tế kia thì ok. Xếp tìm bác ơi, xếp tìm bác ơi. Em là Tú đây. Dạ. Xếp tìm bác ơi, thế. Người anh em. Xếp cho em vào để em trình bày. Trình bày cái gì nữa, thế bây giờ ông có muốn bị kết tội không? Thì hết tội rồi thì đi về đi, còn ông còn muốn cái gì? Thì em thấy mọi người cũng nhận hỗ trợ các thứ, mà sao em lại đi về cái không này, không ổn rồi, hỏng. Người anh em, bắt đầu có những dấu hiệu của sự lươn lẹo đây nhá, mời người anh em đi về ngay thôi nhá. Hỗ trợ đi, hỗ trợ ông này đi về hộ tôi cái, hỗ trợ đi. Cái ông áo xanh đâu nhở, cái ông Hàn Quốc rồi. G về đi, không hăm dọa nhá, không hăm dọa người ta nhá. Chú ơi, chú cầm chai nước uống cho đỡ khát này chú. Rồi, nhá, tôi bảo nhá. Trời ơi, bạn ơi, sao lại bạn lại đối xử với nhân viên như thế? Mấy chị ở đâu em còn hai lần tiền lương mà. Heo được việc như thế mà bạn đối xử với Heo như vậy. Ở đâu em quá. Hất kia ơi. Chú trong đồn mà lại còn dám đánh cả không cảnh sát à? Nhầm. Ôi trời ơi, sếp ơi, em thấy sếp đánh người ta rồi nhá. Thế là các đồng chí mở cửa cho mấy anh về. Những người nào không liên quan, những người nào không liên quan ra ngoài của tôi cái. Nhưng mà chú không mở cửa cho cháu về. Đưa hai người bạn này về đi. Sau tôi bạn à, tôi với anh đứng nói chuyện riêng tí nhỉ. Em thấy anh đánh người ta rồi nhá. Thôi thôi đi về đi em. Nào. Ai phòng cảnh im lặng giùm em coi. Dạ. Đấy. À, bây giờ mình vào nói thầm này. Qua wow, cái vấn đề. Có bệnh viện đấy, xong rồi chạy bên kia nói to thế nhỉ? Bấm còi lên em bảo. Qua phòng bên cạnh đi. Biết thế nào? Hay là mình chạy quá tốc độ cho em mới chạy thôi. Ủa phải biểu. What the fuck? Có trêu đâu chị? Người anh em ở đây. Ở đấy. Thì đấy, cái vấn đề ở đây là cái chuyện là gọi là tôi thì cũng có đôi lời muốn nói về cái việc là thiếu lương của nhân viên đấy. Người anh em ra ngoài hộ tôi bây ạ.
bạn bạn cũng hiểu là trong cái thời kỳ này kinh tế nó cũng khó khăn. Không không, đừng đừng làm như thế nữa. Tôi hiểu hết mà, bạn không cần. Ơi, bạn ơi, thôi được rồi. Tôi hiểu. Nhưng mà ý tôi đang muốn hỏi đây là nếu mà bên đấy mà kinh tế khó khăn quá ấy, mà heo có sugar daddy nào chưa? À, thì ý tôi là không phải, thực ra là kinh tế nó cũng không khó khăn. Bạn thấy xe tôi mỗi ngày mua một chiếc, nhưng mà vấn đề là kiểu là nhân viên họ làm việc, đôi khi họ cũng làm việc thiếu cái năng suất đấy. Rồi. Thì đấy bảo là đi gọi là đi lau nhà các thứ thêm để gọi là phụ giúp cho car dealer, thì các bạn nhân viên các bạn ấy chậm chạp. Tôi nên là tôi không có chậm lương, nhưng mà thỉnh thoảng là kiểu gửi qua ngân hàng này qua ngân hàng kia nó cũng kiểu nó mất thời gian ấy. Đấy bạn biết rồi. Đúng rồi, để gửi cuối tuần là cứ phải gửi cuối tuần thì đầu tháng sau mới nhận được đấy. Thế thì sau này mà bạn thấy áp lực quá về mặt kinh tế mà trả tiền lương cho nhân viên các thứ mà không heo heo mà không có chỗ nương tựa thì bảo tôi nhá. Chết heo mày đáng thương quá. Ui. Cái gì đấy? Ui sợ thế. Thế nhá, thế tôi mày thương heo thật sự luôn đi. Để đến mức phải đi cướp cái bánh mì của thằng nhỏ. Tệ không? Chào bạn nhé. Bye bye người anh em. Chị bảo chứ giờ mình chưa đang đi được lạ. Cũng lấy cái lý do bây giờ, đang đi làm thì em lần đầu tiên em vào trong đồn này luôn, lần đầu tiên mở cửa em bước chân vào thành phố là lần đầu tiên em vào đây. Thì có lưu lại hết. Thì đấy chị kiểm tra đi. Có mở với quá nữa. Bây giờ em muốn nói, lỗi tôi mở đi. Thì có hết á. Vâng, bởi vì là em đi ra ngoài đường. Xong nghe nhiều vụ thế. Của SLBD mày cua bia bia dẫn đường lên trên đi, dẫn đường lên trên đi bia. Cả thì chưa, đây là người quen của anh này. Anh để tính sau, cái này tính sau. Em nghe giọng quen quá. Melody mà. Dạ, sao lại quá cường. Hay quá nhỉ. Rồi là anh em vẫn làm cái tiết mục như mọi khi, đọc số ID nào anh em. 268. Tính ra vào cái sát thơm bơ quá nhỉ. Ngầm. Nhầm. Pi. Pi ơi. ID là gì đây? 62. Nhiều ít cái gì cũng là công sức của anh em cả thôi. Và lần sau về nhắc người đại ca Husky của em ấy. Táo bạo quá, cái vụ vừa rồi táo bạo quá. Mình không thể không xử được. Ừ đấy, lần sau nhắc nhá. Cũng chắc là cũng đen nữa rồi chạy gặp đúng anh em ấy. Gặp đúng. Nhưng mà gặp mấy bạn nữ kia thì làm sao mà đuổi được. Thì đúng rồi, gặp cái team ba con vịt giới kia là ăn tiền rồi. Nhưng lại gặp đúng anh em mình. Thôi thì coi như đen đi. Đi, chúng ta đi tuần tiếp đi. Đi tuần. Không muốn đâu. Ui, thơm. Thấy không, các bạn thấy tôi xử lý tình huống cũng được không ạ? Đầu tiên là lại quả cho nhân viên của Husky. Husky hối lộ 20.000, mình lại quả cho nhân viên của Husky 5.000. Thấy không? Để làm gì? Thứ nhất là để lấy chỗ đi lại. Thứ hai, 15 chia cho 3, mỗi người 5.000, dễ chia không? Dồi ôi. Xử lý những tình huống. À quên, dừng. Hai người đi tuần trước đi, quên. Còn thằng Melody ở trong kia, đi trước đi. Dạ. Bay không? Ủa. Alo. Đưa ra lời cảnh cáo ra nào, Ngã rồi. Đối tượng bị ngã xe rồi nhá. Đứng xe đi. Nghe on chắc luôn. Dựng mình kìa. Đuổi theo người này đi, kệ. Dừng lại. Sorry. Lời cảnh cáo cuối cùng cho người anh em. Đồng chí Sorry đã bắt được một đối tượng. Chậm. Đừng đâm người ta. Chậm. Nên xe Sorry. Có xe van trên khu chế đạo quá đấy. Đã bắt. Ta bắt được một đối tượng rồi nhá. Bắt được. Ok, tự ngã đây. Đối tượng lái xe kia đi đâu rồi? Đây. Các đồng chí ơi. Đối tượng đâu nhỉ? Đây, trên đồi, đợi tôi tí. Bắt đầu rồi nhá. Tiếp
trên đồi 723, trên đồi 723. Ờ giờ hết về đồi nhá. Đồi 723, đồi 723. Em chết rồi anh ơi. Tắt còi, tắt còi, tắt còi, Michael tắt còi. Em chết rồi. Em lại đi. Giữ em lại đi. Người anh em thì mà không khác, không khác thì quả bowling ở đây. Muốn cười đó chứ. Giữ em lại, giữ em lại. Muốn cười đó. Lạc 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 lạc. Lạc 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 lạc. Kệ đi cho họ lăn đi, cho họ lăn đi. Lạc 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 lạc. Anh Vi, giữ em lại anh Vi. Đồng chí Đông đi đâu đấy, đồng chí Đông ơi. Giữ giữ thật chặt anh, à. Anh ngất. Giữ em đừng để em rơi, đừng để em rơi. Nắm tay em thật chặt. Giữ tay em thật lâu. Giờ nhưng mà em làm gì sao lại bắt em nhở? Chạy phóng nhanh như thế đấy. Trời ơi, anh tôi đâu rồi? Để anh kiện anh ơi. Khu chế à? À ok ok. Em giải quyết anh em đó. Thì anh giúp mày thì anh kiện đúng gì đó. Cho kệ đi. Sao xong kệ, rồi kệ, cho em về. Chứ tối nay bắt nhiều. Tối nay bắt nhiều rồi. Đi du lịch ấy nhỉ? Này xong cho em về. Mà đúng thật là trong cái hoàn cảnh bắt thanh niên này là tôi cũng nghĩ đến khu chế. Nên là thôi kệ. Chứ mình làm như vậy thì mình chơi dơ quá. Không, cái con xe máy chạy nhanh thế kiếp. Thì con Sanchez làm sao mà chạy được đường hẳn thế. Không, quả đấy nếu mà em mà không bị mất máu em thoát rồi đấy. Em lên núi em thoát rồi đấy. Em là nhất.